Hôm nay shop mình giới thiệu với anh chị em một mã tông đơ mới nhé. Tông đơ của hãng James Jamme. Mã của tông đơ này là 1070. Đây là hình thức đóng hộp của tông đơ này nhé. Đấy. Mình sẽ bóc hộp cho anh em xem này. Chúng ta sẽ có gồm có một thân máy này và một bộ cữ. Mình sẽ kiểm tra bộ cữ trước cho anh em nhé. Chúng ta sẽ có cữ 1,5 và 4,5 một túi này. Và hai gói này là 3, 6, 9, 12 nhé. Cữ có dầu chai ông đơ này, dạ. Có củ sạc, dây sạc, dây sạc tiêu chuẩn của ông đơ nhé. Còn đây là hình ảnh về chiếc công đơ James 1070. Các bạn sẽ nhìn thấy công suất của nó là công suất tối đa 10W này, điện áp 5V nhá, nha. Lưỡi của công đơ này là lưỡi kép. Lưỡi kép, các bạn nhìn thấy lưỡi kép của nó chưa ạ? Rất là chuẩn. Đấy. Cần gạt này, cần gạt chắc chắn không bị lỏng như những mẫu công đơ cũ. Cần, đây là cải tiến mới nhất của cái dòng James này so với cái con 7601. Thì ở 1070 này thì cái cần gạt này rất là ok. Và khi gạt thì nó sẽ có kêu nức. Đấy. Đấy. Đấy, thấy chưa? Lưỡi này rất là sắc bén. Bật máy rất là êm. Khi sạc có đèn báo nhá. Các bạn sạc có đèn báo. Máy chạy êm ạ. Chạy êm, cầm đầm tay xuống. Ở đây là cái đèn báo. Đèn báo để sạc pin. Đấy, khi bật thì nó sáng là đang pin nhiều, mà khi sạc thì đèn để sạc xem đèn có đổi màu nhá. Các bạn xem mình kiểm tra luôn này. Cái này cắm sạc không đổi màu. Cắm sạc không đổi màu nhá. Thì mình sạc khoảng độ 3 tiếng là pin sẽ đầy anh em nhá. Theo khuyến cáo của nhà là có bộ sách hướng dẫn đi kèm. Thông số chung chung của cái con này đây. Model là 1070 này. Đấy, pin là 3,7V, công suất 10W. Đấy. Để xem trong này có thời gian sạc pin các khuyến cáo. Ok nha anh em, Shopee này, trên Lazada, trên cả sen đỏ thì mình có để link ở dưới mô tả của sản phẩm thì các bạn. Muốn mua ở trên ứng dụng nào, trên Lazada, Shopee hay là sen đỏ thì các bạn vào dưới mô tả của video này, các bạn sẽ thấy link và các bạn vào đấy click mua hàng, tìm kiếm sản phẩm này, công đơ Jamme lưỡi kép cho mình nhá, để mua nhá. Cảm ơn các bạn. Hoặc là cứ thể để lại comment ở trên shop nhá. Để